Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Dần, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trận. Về ngũ hành niên mệnh Tùng Bách Mộc, ngày Canh Dần, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc mộc, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Tùng Bách Mộc, kỵ tuổi, giáp thân, mậu thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Nguyệt Không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao Lục Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tửu Hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Hà Khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Ngũ Hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Cẩu Dão, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tý luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn sẽ nhận được những kết quả rất đáng ngưỡng mộ, và với bạn tuổi Tý được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức trong nay mai. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, những ai cần tham gia thi cử hoặc là tuyển chọn cũng gặp được nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào chỉ cần ôn luyện kỹ càng và luôn tự tin vào kiến thức của bản thân mình. Tuy nhiên, bạn tuổi Tý cũng không nên chủ quan để mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Phượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn rất chi là tốt. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà được hài hòa,
êm ấm. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc là bế tắc, bạn mệnh tuổi Tý có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình. Chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim có được cơ hội thăng chức trong nay mai. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa thuận lợi trong việc thi cử. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ nghiêm túc trong công việc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, mối quan hệ vợ chồng được hòa hợp yên ấm. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan giáng họa, cho nên bạn tuổi Sửu rất dễ vướng vào những tranh chấp với lãnh đạo. Bạn không nên để những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không chính bạn cũng sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Và cho dù gặp phải khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bản mệnh tuổi Sửu cũng không nên suy nghĩ nông nổi, muốn từ bỏ hoặc là thôi việc, bởi hành động đó của bạn chỉ là trốn chạy, chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Và với bản tuổi Sửu, cần phải dũng cảm để đối mặt với những thử thách. Cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp phải màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không được mấy hài hòa, vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng nên chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, đừng giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu được cho mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, dễ vướng phải tranh chấp với lãnh đạo. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, không nên đầu hàng trước khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, dũng cảm đối diện với thử thách. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, không nên có những suy nghĩ nông nổi. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, không nên giữ mọi chuyện trong lòng. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên bạn tuổi Dần bạn đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ. Với bạn, phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực như là nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dần hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của mình, chắc chắn bạn sẽ trở thành tấm gương sáng cho người khác noi theo. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của bạn tuổi Dần ngày chủ nhật này, lại có những lúc tài năng không phải là tất cả. Nếu như bạn tuổi Dần muốn thăng tiến nhanh chóng hơn, thì bạn cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ với mọi người, không nên lạnh lùng, chỉ quan tâm tới việc của mình như hiện tại. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, ngày này thích hợp để cho bạn làm mọi việc. Vì vậy, nếu đã lập kế hoạch làm việc gì thì bạn hãy tranh thủ thực hiện ngay, chắc chắn bạn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi với mình. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, phát huy điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, nên mở rộng mối quan hệ trong công việc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, quá mức lạnh lùng, không quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, thực hiện công việc theo kế hoạch,
Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão, do có sự trợ giúp của Tam Hội cho nên mọi công việc của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đều tiến triển rất thuận lợi. Và bạn tuổi Mão, đây là một ngày may mắn với bạn. Vì vậy, nếu bạn mệnh ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay vào ngày hôm nay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu, kẹo lại, không thực hiện được. Và bạn tuổi Mão, bạn mệnh còn có thể gặp được quý nhân vào ngày hôm nay. Người đó có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ cho bạn được hướng phát triển phù hợp, giúp cho tương lai của bạn tràn đầy hứa hẹn. Hãy rèn luyện bản thân và không ngừng cố gắng hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ. Cho nên, đối với những người làm lãnh đạo thì nhận được sự ngưỡng mộ và tin tưởng của cấp dưới, bạn hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Và với bạn tuổi Mão, hãy đặt ra những mục tiêu, tham vọng lớn lao hơn nữa. Và tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy đề ra những mục tiêu tham vọng cao hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, không nên do dự để lỡ mất cơ hội. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, chú ý rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ. Phải đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày mộc khắc thổ, cho nên chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn không được mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Thìn dễ tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia của mình và nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa thể dung hòa được với nhau. Khi mâu thuẫn nổ ra, bạn mệnh nên giữ bình tĩnh và đặt vào vị trí của người ấy, hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Nếu không, bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến cho tình cảm đôi bên rạn nứt. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ, cho nên công việc làm ăn của bạn mệnh tuổi Thìn trong ngày hôm nay lại tiến triển rất thuận lợi, đặc biệt là đối với những người làm nghề tự do sẽ nhận được khoản tiền xứng đáng với những công sức của mình đã bỏ ra từ trước tới nay. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc Hỏa, gia đình lục đục, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, chú ý cách ăn nói, không nên làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, thích hợp để làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, nhận được tiền lãi xứng đáng với công sức bỏ ra. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật,
ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ, do ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi, cho nên bạn tuổi Tỵ cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở ở nơi làm việc ngày hôm nay. Và bạn tuổi Tỵ, bạn dễ cảm thấy ức chế, khó chịu vì những lời đồn đoán, đặt điều không chính xác về bản thân mình. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi Tỵ gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bạn tính bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với đồng nghiệp, và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân gây hại bạn. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người. Vận trình ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, may là lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay rất chi là hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn. Hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất cho mọi chuyện. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa dễ vướng phải thị phi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, nửa kia luôn thấu hiểu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, giữ tỉnh táo trước khó khăn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, không nên bốc đồng, dễ đắc tội tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, hãy bỏ ngoài tai lời đặt điều. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có tam hợp cục chia chở, cho nên bạn tuổi Ngọ, bạn trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc. Bạn mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác mọi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ, dường như bạn đang quá nóng vội. Bạn hãy suy nghĩ kỹ càng mọi việc trước khi đưa ra quyết định, và đặc biệt là không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn. Có như vậy thì bạn mới phát triển nhanh chóng như mong muốn được. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Đối với những bạn đang còn độc thân thì có được nhân duyên rất chi là tốt với người khác giới. Bạn mệnh có được cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn, hãy sẵn sàng cho một cuộc sống hạnh phúc nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, thích giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, nóng vội quá mức nên dễ sai sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, hoàn thành tốt công việc được giao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi đang gặp ngày mộc khắc thổ, cho nên bạn tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay.
và bạn tuổi Mùi, bạn hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình. Có thể những người đó tiếp cận bạn đang có ý đồ không thuần khiết. Nếu như những bạn đã lập gia đình rồi thì cũng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với những người khác giới, nếu không muốn chuyện gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Đừng có vì niềm vui nhất thời mà lại hối hận về sau này. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Khuyên bạn mệnh tuổi Mùi nên kiềm chế bản tính bướng bỉnh, hiếu thắng của mình. Nếu thấy công việc mình đang vấp phải sự phản đối của nhiều người thì nên bình tĩnh, suy xét, không nên tiếp tục khăng khăng làm theo ý của mình. Phải tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, có trách nhiệm với gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, quá mức hiếu thắng, bỏ ngoài tai lời khuyên. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, nên bình tĩnh hơn trong mọi việc. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần Thân Tỵ Hợi, cho nên với bạn tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Và với bạn tuổi Thân, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là cơ hội tốt để cho bạn trau dồi và rèn giụa bản thân mình hơn nữa. Trong chuyện tình cảm của bạn tuổi Thân ngày Chủ nhật này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là cho bạn bè đàm đúm. Và với bạn tuổi Thân, hãy nhanh chóng có kế hoạch hâm nóng lại cảm xúc tình cảm vợ chồng trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Thân, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, thì bạn định mệnh nên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng Tây Bắc và Tài Thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn tuổi Thân gặp được nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, làm việc vất vả mà không được ai giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, thay đổi thói quen xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, có ý thức rèn giụa bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính tài xuất hiện, hứa hẹn cho bạn một tương lai sáng lạn. Nếu như bạn tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, siêng năng như hiện tại. Và với bạn tuổi Dậu, bạn là người có tài, vì thế hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng hơn từ bây giờ. Trong ngày này, đối với những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong tương lai, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí cao, thích hợp với năng lực của mình hơn, hoặc là nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với khả năng của mình.
Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dậu là bạn không nên cất giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng. Như vậy chỉ càng khiến cho bản mệnh thấy căng thẳng, nặng nề hơn mà thôi. Và bạn tuổi Dậu, hãy tâm sự với nửa kia của mình hoặc là tâm sự với những người mà bạn thực sự tin tưởng nhiều hơn. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, hứa hẹn tương lai sáng lạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, cố gắng làm việc, công lao sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, nên đặt ra kế hoạch tham vọng hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, tâm sự với người đáng tin cậy. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tuất làm ăn có lộc vào ngày hôm nay. Vì vậy, bạn mệnh không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội về đầu tư, kinh doanh. Bạn cần phải quyết đoán để nắm bắt cơ hội, bạn chắc chắn sẽ thu được lời lại nhanh mà thôi. Và với bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, bạn vốn là người ôn hòa và rộng rãi. Tuy nhiên, trong lĩnh vực về chi tiêu thì bạn cần phải lập ra những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được tiền nhiều đến đâu đi chăng nữa, một ngày nào đó bạn cũng sẽ trắng tay mà thôi. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày mộc khắc thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất rất có thể sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra giữa bản mệnh với nửa kia của mình. Dù có nóng nảy đến mấy đi chăng nữa thì với bạn tuổi Tuất, hãy biết suy nghĩ cho người khác, đừng nói ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của người ấy, bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc Hỏa, vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ, cần chú ý hơn trong chi tiêu. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc Mộc, thích hợp đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim, suy nghĩ quyết đoán, không nên do dự. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy, hãy biết suy nghĩ cho người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên bạn tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Ai cũng muốn kết giao với bạn bởi bạn là người có tính tình hiền lành, chu đáo và biết quan tâm. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Hợi, một khi vào bắt tay làm việc gì, bạn luôn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn cố gắng của mình sẽ được nhận được kết quả xứng đáng. Cấp trên hẳn sẽ đánh giá rất cao với sự quyết tâm của bạn. Và ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi rất chi là tốt đẹp. Mối quan hệ của bạn mệnh tuổi Hợi với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng người đó luôn ủng hộ mình. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc Hỏa, gia đình hòa hợp, vợ chồng tin tưởng nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi
thuộc thổ nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, chu đáo, biết quan tâm người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, được cấp trên đánh giá cao. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.